ngôi tịnh xá rất là nổi tiếng ở trong giáo pháp của Đức Phật, đó gọi là cái tịnh xá Cetavana, vườn ông Arathabindika, thì hay là còn gọi một cái tên vắn tắt đó là tịnh xá kỳ viên. Thì nói về cái ngôi tịnh xá này thì được xây dựng bởi một cái vị đại thí chủ, đó là ông Arathabindika, hay là gọi là ông cấp cô độc viên. Thì ông cấp cô độc viên này vốn là một thương nhân hay là một cái nhà triệu phú ở cái thành Xá Vệ, và ông thường đem hàng hóa từ nơi này sang bên cái thành Rajagaha, tức là cái ở cái nước Magadha, để buôn bán. Thì một lần đi sang đấy, ông được nghe nói đến Đức Phật, tức là khi mà ông mang hàng hóa đến đó, đến một cái nhà của một người anh em, cái người anh em cọc chèo của ông cấp cô độc, cũng là một nhà triệu phú, thì đang chuẩn bị đón tiếp, tức là chuẩn bị những cái phẩm lễ vật để cúng dường trai tăng vào ngày hôm sau. Thì lúc đấy thì ông Arathabindika đến nơi và được biết là có Đức Phật ra đời, thì mới chỉ nghe đến cái từ Buddha hay là Phật Đà, thì ông đã cảm thấy cái sự hoan hỷ nó đã rúng động khắp toàn thân, và ông quyết định là đi tìm để gặp Đức Phật ngay trong ngày hôm đấy. Thì ngay trong lúc đấy được cái vị triệu phú ở cái nơi đó nói rằng là cái giờ trời đã tối và ông hãy chờ đến sáng mai. Thì ông cấp cô độc này, ông ấy có cái nhân duyên mà với Đức Phật, cho nên là trong tâm ông luôn tưởng niệm đến cái từ Buddha, Buddha, và ông đã phát triển được cái định. Thì lúc này cái ánh sáng nó tỏa sáng khắp toàn thân, và trong đêm ông đang ngủ như thế, thì ông thấy cái ánh sáng nó sáng rực rỡ, ông tưởng là trời đã sáng rồi, và ông quyết định một mình đi tìm Đức Phật, chứ không thể đợi thêm được nữa. Và ông đã, cái nơi Đức Phật đang trú ngụ ở trong một cái khu rừng và phải đi qua một cái nghĩa trang. Mặc dù vậy thì ông cấp cô độc ông vẫn quyết định đi. Trên đường đi đôi khi dẫm đạp phải những xác chết, và có những lúc cái tâm nó bị sợ, hoảng sợ, ghê sợ nó khởi lên, và làm cho cái ánh sáng nó mờ đi, và khiến cho ông định quay trở về. Thì cái lúc đấy có những vị chư thiên vẫn khuyến khích, khích lệ ông là cứ tiếp tục đi. Thì lúc này ông cấp cô độc này, ông ấy trên đường đi ông ấy suy nghĩ rằng nếu như có một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời thì vị ấy sẽ biết đến tên của ta. Và ông chỉ nghĩ ở trong đầu rằng là nếu như thật sự Ngài là một vị Phật Chánh Đẳng Giác thì Ngài hãy gọi đến một cái tên mà do cha mẹ đặt. Tức là ông cấp cô độc cũng có một cái tên do cha mẹ đặt, nhưng cái tên đó không ai gọi đến bao giờ, và người ta chỉ gọi ông ấy bởi một cái danh hiệu mà thế gian đặt cho ông, cái tên gọi là ông cấp cô độc viên, bởi vì ông ấy hay làm việc từ thiện chu cấp cho những cái người cô đơn, cho những cái người không nơi nương tựa, và cho những cái trẻ em mồ côi, cho nên được gọi là cấp cô độc viên. Còn ông có một cái tên thật do cha mẹ đặt thì người ta quên mất, không còn ai biết nữa. Và ông nghĩ trong đầu như thế, mà nếu như Đức Phật mà thật sự là có vị Phật Chánh Đẳng Giác thì hãy gọi đến tên ta. Thì lúc đấy ông ấy đi đến cái tịnh xá thì Đức Phật cũng đang đi thiền hành ở bên ngoài. Và khi Đức Phật nhìn thấy, Đức Phật gọi ngay tên của ông ấy, này Sudatta hãy lại đây. Thì cái tên Sudatta thì đúng là cái tên cha mẹ ông đặt cho mà không ai biết đến. Thì ông cấp cô độc đã tỏ ra rất là có một cái niềm tin tuyệt đối. Đây là một vị Phật Chánh Đẳng Giác, và đã đến bên đảnh lễ và ngồi nghe pháp. Thì sau khi Đức Phật thuyết giảng cho ông một cái bài pháp thì ông đã chứng được sơ quả. Và lúc đấy thì ông ấy đã quy y với Đức Phật, và ông ấy thỉnh Đức Phật sẽ dự cái bữa trai tăng ông cúng dường vào ngày hôm sau. Và sau đó ông có thỉnh mời Đức Phật hãy sang cái thành Xá Vệ để thuyết giảng Phật pháp, và ông ấy sẽ là một cái người hộ trì hộ độ cho Đức Phật và chư tăng. Và ông ấy cấp cô độc đã trở về quê của mình, về cái thành Xá Vệ, đã để mua một cái khu đất để xây dựng lên cái ngôi tịnh xá. Thì
Thì đây là một cái khu đất có chủ sở hữu là một cái vị thái tử của vua Basenadi nước Kosada. Thì cái vị thái tử này đã đòi một cái giá rất là cao đối với cái khu đất này, vì đó là một cái khu đất rất là hợp lý, phù hợp, một cái khu đất không quá xa đối với thành thị mà cũng không quá gần, có nhiều những cái cây cối sum xuê, rất phù hợp để xây dựng một cái tịnh xá để cho Đức Phật có thể thuyết giảng Phật pháp, và sẽ có đông đảo người dân thuận tiện đi lại để nghe pháp, và cũng là một cái nơi thuận tiện phù hợp để cho những người muốn tu tập hành trì giáo pháp, thực hành các cái pháp thiền chỉ quán phù hợp ở nơi đây. Vì vậy cho nên là ông thái tử Cheta này đã ra cái giá đó là rải vàng khắp mặt đất để mua cái khu vườn gần này, và ông cấp cô độc ông ấy cũng đã chấp nhận điều đó, lấy vàng ở trong kho ra rải khắp mặt đất, và còn lại những cái cây thì ông cấp cô độc cũng đang suy nghĩ tính cái cách nào đó để mà bù vào những cái cây mà nó đang tức là có những cái hàng cây nó đang ở đó, thì ông phải tính toán cái cách nào đó để ông ấy lấy cái số vàng bù lại. Thì ông thái tử Cheta này đã phát tâm cúng dường tất cả những cái cây này, và không bắt ông cấp cô độc phải trả những cái khoảng đất trống của những cái cây đó nữa. Cho nên là cái tịnh xá này có hai cái tên, đó là của hai vị thí chủ, đó là thí chủ Cheta hay là thái tử Kỳ Đà, và thí chủ Anathabindika tức là ông cấp cô độc. Cho nên là cái tịnh xá này có tên là tịnh xá Kỳ Viên. Và sau này thì ông cấp cô độc đã bỏ ra một cái số tiền lớn để mua cái mảnh đất này trị giá 180 triệu đồng tiền vàng, và ông cũng bỏ ra 180 triệu đồng tiền vàng để xây dựng các cái công trình ở trong cái tịnh xá đó, và ông cũng bỏ ra 180 triệu đồng tiền vàng để tổ chức cái lễ khánh thành cái ngôi Kỳ Viên tịnh xá này. Còn thái tử Cheta Kỳ Đà thì cũng đã bỏ ra cái số tiền 180 triệu đồng tiền vàng để xây dựng một cái cổng thành rất là nguy nga lộng lẫy, cũng như là những cái hàng cây ở trong cái ngôi Kỳ Viên tịnh xá đó. Và cho nên là cái ngôi tịnh xá này thì là cái ngôi tịnh xá nổi tiếng nhất của đạo Phật, và hầu như Đức Phật đã thuyết giảng rất nhiều các cái bài kinh ở tại cái tịnh xá này.